Thưa quý vị, gắn với việc triển khai đề án chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng và nhân dân nói chung dễ dàng tìm hiểu về ý nghĩa, giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Qua đó giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương đất nước, thành đoàn Đà Nẵng đã phát động cuộc thi số hóa địa chỉ đỏ, tự hào Đà Nẵng. Sau gần 5 tháng triển khai, công trình thanh niên Đà Nẵng số hóa địa chỉ đỏ đã chính thức đi vào hoạt động, tạo những hiệu ứng xã hội tích cực. Xuyên suốt gần 5 tháng qua, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tích cực phối hợp xây dựng tuyến bài thuyết minh, giới thiệu các điểm di tích, thu âm file nội dung thuyết minh, rồi chuyển thành dữ liệu số và tích hợp trong mã QR bằng hai ngôn ngữ Việt-Anh. Đến nay đã có 74 trên 86 địa chỉ đỏ, di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố được số hóa. Người dân, du khách chỉ cần dùng điện thoại thông minh quét QR code là có thể dễ dàng tìm hiểu, cập nhật được những thông tin về điểm di tích. Đây là một trong những cái việc làm tôi cho rằng là nó rất là thiết thực và hiệu quả nhằm tuyên truyền và cũng như là tìm hiểu và quảng bá về các cái di tích địa chỉ đỏ trên toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng. Bởi vì là các bạn đoàn viên, thanh thiếu nhi trên toàn địa bàn thành phố cũng rất là khó có cái dịp để được tiếp cận đối với là các địa chỉ đỏ. Do đó thì thông qua cái sản phẩm về số hóa này thì các bạn sẽ được tìm hiểu, các bạn được có được rất là nhiều thông tin về cái địa chỉ đỏ của địa bàn thành phố. Qua đó thì các bạn cũng sẽ trau dồi và nâng cao hơn nữa về cái lý tưởng cách mạng của mình, cũng như là nâng cao hơn nữa cái tình yêu quê hương đất nước. Cùng với việc gắn mã QR ở các điểm di tích, thành đoàn đã đưa ứng dụng chuyển đổi số, bản đồ địa chỉ đỏ thành phố Đà Nẵng vào để giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển du lịch của thành phố. Với hình thức trực tuyến, bản đồ này giúp các bạn trẻ dễ dàng tìm hiểu vị trí địa lý và thông tin về các địa chỉ đỏ gắn liền với truyền thống cách mạng của quê hương. Thông qua bản đồ địa chỉ đỏ, du khách có thể xem được hình ảnh trực quan đa chiều toàn thể tại các điểm di tích. Những cái địa chỉ mà nó thể hiện được cái quá trình lịch sử của người Đà Nẵng, từ đền thờ Tiền Hiền Lạng An Hải cũng như các đình làng trên địa bàn thành phố, rồi từ những danh nhân như là Nguyễn Văn Thoại, và tiếp tục sẽ một số di tích nữa, thì tôi nghĩ là thành đoàn đã rất thành công trong cái việc là mang lịch sử, mang các địa chỉ đỏ đến với lại du khách, đến với đông đảo công chúng, cư dân của Đà Nẵng và đặc biệt là đến với tuổi trẻ Đà Nẵng. Việc triển khai mô hình số hóa các địa chỉ đỏ không chỉ tiết kiệm kinh phí trong công tác tuyên truyền quảng bá văn hóa du lịch mà còn thể hiện tính tiên phong đổi mới sáng tạo của tuổi trẻ trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống xã hội, cũng như thể hiện vai trò chủ động của thanh niên trong tìm hiểu lịch sử văn hóa dân tộc, từ đó khơi gợi thêm niềm tự hào khát khao cống hiến của thế hệ trẻ trong xây dựng phát triển thành phố quê hương.